Chị Duyên là gì của mày cậu ta? Gì? Gì hả? Gì được? Chị Duyên cũng mới qua nè. Thì của mày cũng mới qua nè. Bố mày còn sâu lắm nè, còn thì khó một chút xíu nha. Mày còn lớp mấy rồi ta? Lớp 10. Lên lớp 10 ha. Uh-huh. Đi học lại cho mày còn. Về là Mỹ em đi học lại. Chắc. Em về là Mỹ em đi học lại. Ủa là mày còn ở Mỹ hả? Em tại mà em đang nghỉ mà. À. Thế nha. Cục này nó cứng lắm nè. Con mụn gà không có trời nè. Chịu được không mấy con? Em đi em chịu đựng được. Có chị thì cứ nói cho chị nha. Quay đây xếp, xếp, quay đây.
sao.